Chào mừng các bạn đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: cộng đồng mạng gây tranh cãi nảy lửa chuyện mang tiền về cho mẹ của Đen Vâu phản ứng như thế nào. Đen Vâu đã có phát ngôn về những ồn ào xung quanh ca khúc mới nhất của mình. Ra mắt ngay thời điểm cận Tết, ca khúc Mang Tiền Về Cho Mẹ của Đen Vâu đã vượt qua khuôn khổ của một bài hát và trở thành đề tài được nhiều người bàn tán. Chính những ca từ dễ chạm vào cảm xúc của nhiều người hiện tại như mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ đã khiến không ít người con xa quê đang mưu sinh vất vả ở thành phố phải suy nghĩ rất nhiều. Bên cạnh những ý kiến cho rằng việc mang tiền về cho mẹ vào dịp Tết là hợp lý, thì cũng có không ít bình luận phản bác, khẳng định bố mẹ chỉ mong con khỏe mạnh bình yên chứ không đặt nặng chuyện vật chất như thế. Trước những ý kiến trái chiều từ dư luận, chúng tôi đã liên hệ với Đen Vâu để nam rapper có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc này về những bình luận phản bác. Anh cho hay: Đen chưa bao giờ mong muốn âm nhạc của mình bị đưa vào các cuộc tranh cãi. Lựa chọn câu từ dễ hiểu, mình nghĩ mọi người sẽ không khó để nhận ra những điều được gửi gắm vào lời nhạc. Những quan điểm phong phú về bài hát cũng cho Đen nhiều trải nghiệm về khán giả và công chúng. Hy vọng rằng mọi người đón nhận với tâm thế tích cực, có động lực mà lao động, học tập. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ bày tỏ vì ba mẹ mình là người dân lao động không có lương hưu nên tôi muốn được chăm sóc phụng dưỡng. Đừng quan trọng ba mẹ có cần điều đó hay không, chỉ cần điều đó làm mình vui hạnh phúc là được thôi các bạn ạ. À, các bạn thấy không, suy nghĩ hết sức đơn giản thôi mà nhiều người lại nói gì đó. Cụ thể, đem tiền về cho mẹ thì đúng rồi, không đem tiền về cho mẹ thì đem tiền về cho cha, còn mấy ai có vợ đem tiền về cho vợ đó. Chứ có gì đâu, đừng đem nợ về là được rồi đó. Các bạn thấy đơn giản không, chứ có gì đâu, người ta ra người ta hát như vậy rồi cũng bình luận không nghe thôi mở bài khác nghe, chứ có gì đâu bức xúc, đúng không các bạn?